Kính thưa quý vị, sau các nghi lễ phong thánh tại công trường Thánh Phêrô trong cuốn 1 chúng ta vừa coi xong, bây giờ xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị cuộc hành hương phong thánh tiếp theo trong cuốn thứ 2 này. Trước mặt chúng ta là bức tượng Thánh Phêrô bằng đồng đen, bức tượng rất quý giá đặt trong lòng đền thờ Thánh Phêrô. Chúng ta thấy bàn chân bên phải của Thánh Phêrô đã bị nặng trĩu xuống và mòn đi, không còn những ngón chân như trước nữa, và người ta phải đắp lại cho thành bàn chân. Rồi các khách hành hương đến rờ vào lại mòn đi vì lòng kính mến thánh cả Phêrô, quan thầy giáo hội. Chúng ta đang đứng trước một công viên của đài chiến sĩ trận vong người La Mã thời xưa. Những bức tượng thần này diễn tả lòng quả cảm anh dũng của các chiến sĩ Ý Đại Lợi vào thời xa xưa. Đài chiến sĩ trận vong La Mã cổ thời. Chúng tôi đang tiến đến đại hí trường Colosseum do hoàng đế Nero của La Mã ngày xưa đã truyền thiết lập. Trong đại hí trường vòng tròn này, hoàng đế và các cận thần của ông đã cho bắt các người theo đạo Chúa Kitô đến công trường để hành hình. Hoàng đế Nero còn bày đặt ra những mưu đồ khác để giết hại tín hữu, như vu cáo cho họ là đốt thành La Mã. Trước mặt chúng ta là những viên đá còn sót lại sau những cuộc động đất hàng ngàn năm về trước trong đại hí trường Colosseum, nơi giết hại các tín hữu Chúa Kitô vào 3 thế kỷ đầu tiên. Bà Cố Hảo. Vẫn trong lòng đại hí trường, phái đoàn chúng tôi đang được bà hướng dẫn, gọi là tour guide, hướng dẫn về cuộc hành trình và những di tích lịch sử trong đại hí trường. Những nhiếp ảnh gia và những người quay phim cố gắng chụp hình để lưu niệm nơi lịch sử này. Trường Roma. Đây là đền thờ Thánh cả Phaolô ngoại thành, gọi là Thánh cả Phaolô ngoại thành vì vào năm 67 Thánh Phaolô đã bị chém đầu bên ngoài thành phố La Mã, và giáo hội đã xây dựng một đền thờ quý giá để kính nhớ Thánh Phaolô. Phái đoàn 4 chúng tôi đang có mặt trước cửa đền nhà thờ Thánh Phaolô. Trong lòng đền thờ Thánh Phaolô có rất nhiều bức tượng quý giá, và trước mắt chúng ta là tượng thầy sáu Sebastiano chịu tử đạo do những mũi tên của lý hình ghim vào thân thể ngài. Lòng đất trông lên mặt trời.
mộ của thánh nữ Cecilia chịu tử đạo. Các khách hành hương đang được hướng dẫn đi sâu dưới lòng đất hàng trăm feet, tối tăm, hôi hám. Nơi đây, trong suốt 300 năm đầu lịch sử, những người Công giáo La Mã đầu tiên đã sống và đã chết, đã chôn những hài nhi cũng như những người chết ở chung quanh những bức tường bằng đá như thế này. Mai lấy đồ ăn lên xe. Các đoàn dùng nhiều đó, chúng ta phải check lại với những phòng đó. Những ai có liên hệ với các phòng đó xin cố gắng. Cả sáng mai á mà ra đi mà chúng ta không xong cái chuyện đó thì chúng ta sẽ bị gặp trở ngại. Rồi, chúng ta check ngay vé máy bay của chúng ta, passport cho chúng ta đâu. Sở dĩ chúng ta sẽ không có đi lễ ngày mai là vì trên con đường đi này. Cuộc hành trình này sẽ mất 4 tiếng đồng hồ trước khi tới Assisi để thăm quê hương của Thánh Francisco, quê nhà và hết cả mọi nơi. Maria, 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 Ma
Assisi, nước Ý. Nhà thờ Thánh Francisco Assisi, nước Ý. Ba cô trong phái đoàn 4 tham gia đại ca đoàn phong thánh tại Roma. Thank you.
chúng tôi rời bỏ đền thờ Thánh Francisco, chúng tôi đã đến thành Pisa, là nơi có cây tháp nghiêng lịch sử rất đẹp. Hàng ngày có biết bao nhiêu khách hành hương đến thăm cây tháp nghiêng, cây tháp nghiêng mà không đổ, thành Pisa, nước Ý. Thank you.
vâng mẹ Chúa thiên đình chết không mang. Ave 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 Maria thiên đình. Ave 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 Maria. Ave 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 Maria. Đâu nắm bọc này kiếm như tôi tìm bọc mà nắm bọc vậy đó. Thì này con chú dưới Owen, nếu ai ở dưới hóa thấy không, thế là một cái là cái hóa và thật cái cục. Ok, nhớ chưa? Rồi ngoài ra còn có một số anh em con có bỏ tên vào trong cái bản nhạc này. Thì bản nhạc này con dùng cái từ máy tu tân thân như ca tròn kiếp yêu của giữa biển bỏ mình. Xin thật lòng trong câu hát đầu môi anh lúc đơn qua anh quên ngày ơi. Sao công hát cho người kéo kè mỗi ngày khi sáng nước dâm dồn mắt thường tâm theo hồ tàn đêm khói nhờ đi thường ba bốn trăm mưa đầu vui như lính kéo cùng chỉ yêu võ mà thôi. Rừng lá xanh xanh kéo cùng chạy quanh thành phố bò nguyên hồng mộng được gì. Tôi là người quỳ kéo bó dài lâu nên mộng ước đầu tôi đã thấy chìm sâu. Từ máy thu tân thân đúng nhựa ca tròn kiếm yêu của giữa biển bó. Xin thật lòng trong câu hát mỗi ngày khi cùng đi đường ba bốn trăm mùa, khi sóng nước dâm dồn mắt buồn thâm thiếu tàn tim khói lửa khi hết những ba bốn giây bia có nắng nâu cơm bé ăn cho những người vừa mất ngó chiều qua. Lời hát xin cây rung động từng ngát như chim trên vườn lá sầu. Xin thật lòng trong câu hát đầu môi như lính kéo cùng chỉ yêu bố và tôi. Hay quá, hay quá, cứ mày mình hát nghề làm ghẹ làm cua hát hay quá. Đây là Vương quốc Monaco thuộc nước Pháp. Nói. Ok, đằng sau đây là thành phố Monaco, một thành phố nổi tiếng về ăn chơi và chỉ có người giàu mới ở đây thôi. Thành phố này là một vương quốc rất nhỏ, không thuộc về Pháp. Nhưng có những tập quán và phong tục giống như Pháp vậy. Ngôn ngữ của họ là Pháp. Bên xa xa kia là Hoàng Cung. Không thấy đâu. Đâu cái đó. Không, mà nếu mà lấy thì không thấy. Quay là phải ăn rồi. Thấy nhưng mà thấy mờ. Đây là thành phố Monaco. Hai ông bà nói chuyện với nhau đi. Quay ra cái chỗ. Mình đi phải chỉnh được. Đi xe bus được.
chỗ này là đang đổi tiền, đổi từ đô la sang tiền Pháp để vào mua ở trong nước Pháp. Đoàn hành hương chúng tôi sau khi rời Ý Đại Lợi với các danh lam thắng cảnh và nơi hành hương, chúng tôi đã đi qua vương quốc Monaco rất đẹp. Từ Monaco chúng tôi đã đến bờ biển phía bắc của nước Pháp là thành phố Nice, một thành phố rất khang trang, đẹp đẽ và lộng lẫy cho khách du lịch quốc tế. Đặc biệt của thành phố Nice, Pháp Quốc là có những nghi lễ của dân tộc cổ truyền. Đây hình hai cô gái trẻ đẹp của nước Pháp đang giơ tay đón chào quý vị trong một buổi lễ của miền Nice. Một đặc điểm khác trên bờ biển Nice là cảnh vật và người rất hấp dẫn như quý vị đã chứng kiến trong những ngày đi du lịch tại Nice. Nice, nước Pháp. Nice, nước Pháp là hết chạy đó. Nhớ xe về nghe.
xe bus 1 của chúng tôi đang dần dần rời khỏi thành Nice, một bờ biển du lịch và nghỉ mát thật đẹp trên bờ biển Địa Trung Hải gần nước Pháp và nước Ý. Và cũng thật hấp dẫn đấy chứ. Trên bờ biển này có rất nhiều sự hấp dẫn mà chúng tôi tin tưởng rằng khi về nhà người ta vẫn nhớ đến thành Nice của nước Pháp. Đoàn thành viên số 4 đang rời thành phố Nice để... tiếng nói đều vô máy hết, về nhà bên Mỹ nghe buồn cười lắm. Đoàn hành hương số 4 chúng tôi hiện đang có mặt trong thành phố Marseille. Chúng tôi vừa qua một đêm ngủ cho lành tại khách sạn Mantea. Và trên đường đi có những người tiếp viên đã có chuyện về nói rằng chúng tôi nói những anh ăn mày ở thành phố Marseille. Những anh này là đáng ăn đòn. Nó ở trong cái bang của Trương Vô Kỵ, chỉ có mỹ nhân kế người đẹp mới có thể kinh khủng. Thank you.
đẹp, đang ngắm hoa tím áo hoa cà. Đẹp quá. Đẹp quá. Rồi, đẹp lắm. Đây là nhà nghệ sĩ Father Nguyễn Thanh Lịch. Cha Lịch anh đang ăn bánh ngọt đó tại thành phố Toulouse. Bạn qua con tin kịp em ăn 8 con. Dạ, 8 con ạ. 8 con cái này, 8 con này là 2 đô. Thank you.
I'll take you around. Thank you.
Ngày dưới quả là dưới quả nó... Thank you.
lên làng. Rồi sang năm nhé, sang năm thì hân hạnh thế nào cũng là gặp hai cha về chơi trung tâm để chơi lại hương. Chưa lên bao giờ được. Dạ, có dịp nhìn lời là sang năm nhé, để có dịp để mời cha.
Lan à. Con cháu của hai sơ Hoa và sư Hạnh đang đứng trước đèn Đức Mẹ tôi những nguyên tội tại thành Lộ Đức Pháp Quốc. One by one này, one by one này. Đâu? Con vô là làm mất. Các đoàn hành hương số 1 và số 2 chúng tôi đã đến một miền bờ biển của nước Pháp gọi là Maubuisson trong thành Cannes. Ở đây chúng tôi sẽ cư ngụ một đêm và một ngày. Cần thiết thôi. Còn nữa.
xong đứng lại chỗ đó, dừng lại chỗ đó. Đây nó gọi là cái đồi thông trăm bộ. Trên mái nhà đẹp lắm. Ta quay được ta. À, ok. Trên miền bờ biển Maubisson, nước Pháp, trên đường đi từ Lộ Đức Louvre đến Paris. Như những cuộc đặt chân hoặc là người thường ngày xưa họ thường sống và từng trò chuyện, và đây là một công viên của cha thế đang đi mà trên đồi thông để thưởng thức những đồi thông trăm mộ, coi và tìm hiểu những đồi thông này có những gì lạ và coi có những cái thú rừng nào cha còn kiếm để bắt chiên về nuôi sống 100 đồi thông, 100 mộ đang chờ cha để tìm mồi kiếm ăn. Nhưng đi suốt quãng đường dài, cha chẳng tìm được những gì cha muốn cả. Bơ vơ bây giờ đang cha đang ngồi, đang đứng thầm nghĩ và suy nghĩ những kiếm những mồi mồi gì để cho 100 chiên lạc của cha. Cha thế như nhớ bà hoài. Thế tôi không hiểu là đấy, tôi lớn tuổi như thế tôi còn là vương vấn như thế mà không hiểu sao anh thì lại những người khác mà đi không có các bà đi bên cạnh thì không nào, nhưng mà tôi đến 68 tuổi tôi vẫn còn vương vấn, nhớ nhung xôn xao. Ở nhà tôi đã khuyến khích bà không được đưa, không đưa được bà đi là cả một cái sự thiếu sót lớn lao trong cuộc hành trình mà. Đó, ông Thuyết, ông phải về đêm hôm, ông phải kể chuyện vui cho bà ấy nghe nhé, để mua đồ tặng thật đặc biệt về cho bà. Thế gian này thì sẽ giữ nó cho sự sống đời đời.
ai hầu hạ to là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. À, của chúng ta. Ngày từ ngày, cha là cờ phái đoàn của chúng ta, cha đã thật sự là vất vả. Cha đã lo lắng cho đoàn của chúng ta rất là nhiều. Cha đã sống với chúng ta những cái sự vui buồn. À, cũng như là chịu đựng những cái hoặc là những cái va chạm trong đoàn chúng ta. Và cái điều chắc chắn là tôi đã thấy điều đó. Cha thật sự là xứng đáng là trưởng phái đoàn, và chúng ta cũng không biết nói thế nào. Chỉ xin Chúa trả ơn, trả công cho cha, và chúng ta chỉ có được hai chữ cảm ơn cha mà thôi. Và xin quý vị cảm ơn cha bằng một tràng pháo tay thật dài không? Anh Nhân có một bài cảm ơn tưởng thêm quý cụ, quý ông bà và tất cả anh chị em. Như lời anh Cung vừa nói thì chúng con cũng biết lấy cái gì để đền đáp ơn cha. Thì xin Chúa ban cho cha an hồn khỏe xác và được mọi sự lành trên con đường phục vụ chăn chiên. Và chúng con cũng không quên cha thế là người cũng vất vả nhất đối với chúng con. Nào là quay phim, động viên tinh thần tất cả các bà con cô bác để cho chuyến đi được vui vẻ và kết quả. Và ngoài ra, chúng con lại có thêm cha Lịch, là tuy là đi trong đoàn, nhưng mà trong các phục vụ, Ngài cũng đã công tác với các cha chúng ta. Bớt một lên tinh thần, chúng con xin tất cả quý ông bà, anh chị em và một tràng pháo tay để hoan hô và cảm ơn hai cha. Nếu giả sử rằng ba chữ lục bào xa luôn ai này con, anh với em ta cùng sống vui cho trọn đời, rồi mai ngày chúng ta lại gặp nhau. One more time, go. Nào về đây ta nào gọi đồng điêu, nào nơi cho nhau nghe cho thầm là méo. Anh với em ta cùng đánh nhau cho về đầu, rồi mai ngày cõng nhau đi nhà thương, rồi mai ngày cõng nhau đi nhà thương. Hello. Cười nhau khăn nhau tiếc cười, cha thân lần buồn thiêu gọi chúng đến mới mắng trò. Hai con tầm lần kia đuôi thì to nhưng đã cuộc đời, vội đơn đau trời chúng đánh nhau tơi bời. Hai con tàn lặn con cười nhau cắn nhau đừng cười, cha tàn lặn buồn phiêu và chúng trên mới mắng trò. Hai con tàn lặn kia đôi thì có những đã cuộc đời, vui đơn đau và trời chúng đánh nhau tươi đời. Khi đêm mưa trở lại mây hay nhiều lời khiến trăm nghìn cười. Anh định chia sẻ với anh chị em đó là gặp một ông thầy dòng ở đây các bạn này hát là tiếng này hẳn quá rồi sao? Đi vào. Cao, 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 cao,
Ngày nào nó cũng đi qua mấy thằng con trai á, nó đi qua thế đó. Sáng nó đi qua một ngày, cái thằng này có một thằng kia nó tới nó hỏi em ơi, để đấy anh bảo cái này, thì cứ nhỏ cũng tôi. Ta được khá rồi. Người đẹp đứng lên vần vâng đó. Bà Vinh à. Đứng lên. Đứng lên bé à. Có chụp chỗ chỗ này không? Vần vâng này. Đứng lên này. Đang quay phim đấy. Các đoàn hành hương chúng tôi đã tiến vào phạm vi thủ đô Ba Lê của Pháp Quốc. Đây là tháp Eiffel, một tháp cao tân kỳ và bậc nhất thế giới và được xếp loại một trong 7 kỳ quan nhất của hoàn cầu. Tháp Eiffel thời danh do chính kỹ sư Eiffel đã sáng tạo nên. Đây là nhà thờ Đức Bà Cả của nước Pháp, Notre Dame de Paris, một nhà thờ danh tiếng và rất lịch sử. Hàng ngày có tới nửa triệu người viếng thăm thành phố Ba Lê, thủ đô và đến thăm những nơi danh lam thắng cảnh trên bờ sông Sen như thế này. Và cũng một ngày có tới 800.000 chiếc xe hơi được lái vào trong thủ đô Ba Lê, nước Pháp. Notre Dame de Paris. Một lát nữa chúng ta sẽ thấy bức tượng đang đến dần trước mắt chúng ta là tượng Thánh Giám mục Denis, người đã bị chém đầu để chịu tử đạo, và chính người cũng cầm cái đầu của mình mà đi chạy quanh thành phố Ba Lê, một huyền sử rất tài tình.
thân lên điện thì ánh đèn nó sẽ đẹp. Và hôm nay đã báo cái vụ khủng bố terrorist ở chính cái building này. Đường Notre Dame de Paris. Đây là chiếc tàu Tour Eiffel. Chiếc tàu du lịch từ Disney giữa lòng sông Sen, danh tiếng của Pháp Quốc. Thank you.
con chim trên cành. Con chim gọi mẹ đang réo gọi cha. Restoran Paris. Để lấy từng người một này, bà chưa này, em thị vị này, hai bà cháu ghép vào này, anh Liên này, cha Ninh này, chị Liên này, anh Vị này, thì lấy xa được tất cả mọi người trong phim. Đây là vườn hồng thành Nô Răng Pháp Quốc này.
Rồi cái cô Nguyễn Thị Hảo và cuộc hội khi lấy hình chung xa và gần cùng là để giới thiệu đây là cây cherry đang hoa trái đỏ rực trên nền trời Pháp Quốc và cô Hảo chị Vệ anh Vệ là đại tá Vệ cô Thảo Pháp Quốc đến Trần Ninh anh gì kế Trần Ninh ấy anh gọi có quá anh bây giờ đến Hoàng đến chị Hoàng Anh đến cô Dung hôm nay tất cả chúng tôi đều chúc mừng cho cô Dung nhận phần thưởng số 2 trong chiều hôm nay và vì gia đình ở bên Mỹ bên Hoa Kỳ sang thăm cho nên đã không hy sinh không có đến trường để nhận cái phần thưởng đó để nhà tiếp bà và bạn khách. Chúc mừng cho cháu Dung. Thôi, chắc. They didn't find it. Trên đường đi Madrid, Tây Ban Nha. Để chuẩn bị chuyến bay trưa hôm nay về Madrid, Tây Ban Nha đang rời phi trường Orly để đây Madrid ngày thứ ba 28 tháng 6 1988.
50 người chúng tôi vừa rời phi trường quốc tế Orly Pháp Quốc để đáp xuống phi trường Madrid Tây Ban Nha. Đây, chiếc máy bay phản lực hãng Iberia Tây Ban Nha đang nhẹ nhàng hạ cánh xuống phi trường Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Trở ra phi trường để về Miami, Hoa Kỳ. Đây là con đường chính của thủ đô Madrid với những phố xá thật tấp nập vào buổi sáng. Attach the hooks to the ring up front. Decreasing flight. Oxygen masks will drop automatically. Open your seat. Việt Nam hay câu nói sau cùng khi lìa đời.
Việt Nam đây miền xinh tươi, Việt Nam đem bao sông núi, tự do công bình và ai muôn đời. Việt Nam không đòi dòng máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt Nam đi xây đắp niềm vui dài lâu. Việt Nam tìm đường tương lai, lược hiệu cho toàn thế giới. Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời. Tình yêu đây là khí giới, tình thương đem về muôn nơi. Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam quê hương đất nước ta. Kính thưa quý vị, đoàn hành hương số 1 trong đại đoàn số 4 của chúng tôi đã khởi sự từ New Orleans, Miami ngày 16 tháng 6 1988 đi Âu Châu và đã trở về Miami an toàn vào ngày 29 tháng 6 1988. Và chúng tôi đã trở về phi trường New Orleans và trở về bản quán tại Mississippi, nhà thờ giáo xứ Saint Michael để kết thúc chuyến hành hương. Xin kính chúc quý vị vạn an, vạn phúc, mọi sự may lành trong tay Chúa và nhờ sự cầu bầu của các thánh tử vì đạo nước Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã hợp tác trong chuyến hành hương Âu Châu dài 14 ngày này và xin cảm ơn gia đình ông bà Hùng Video Biloxi Mississippi. Thank you.
Thank you.